Hello cả nhà, thì đây là hình ảnh của cây ấu hái. Ấu hái sẽ ngủ vào buổi chiều ha. Cái mặt lá nó sẽ khép lại như thế này nè. Còn ban ngày ấu hái nó sẽ bung mặt lá ra. Thì chiều tầm 4 giờ ấu hái bắt đầu có dấu hiệu là trạng thái ngủ. Nó sẽ khép mặt lá lại.